cậu cá hay gì? Chua chết bà. Wow, dính rồi, dính rồi. Thầy dính rồi. Bắt chưa? Thầy. Bấm chưa? Bấm nãy giờ. Dính luôn. Bự không? Bự quá. Chạy xíu mà té bằng cái điện thoại tao luôn. Con giữ thăng bằng ghê lắm. Cái này ăn được rồi, đủ ăn rồi. Vậy mình nên mày ăn hay về dạ. Đây là chơi con nữa, con có gì chịu ăn. Rồi có cái thao không, đủ bể xô quá. Xích qua đây nắng chết, quay quay chó nắng. Kinh rồi. Chơi con đi, chịu ăn luôn. Rồi dãy ra luôn rồi. Quay mà né luôn à. Phim thằng bắt tử mà thằng này kỳ quá. Ý sao vậy? Camera man này không được rồi. Không có mướn được rồi. Ở con Quy nó cũng biết quay luôn kìa. Ờ Quy nó gọi nó quay, nó gọi hình thi đó. Vậy nó quay nó tự nói luôn. Các bạn luôn mới kinh.
Để trong mát đi, còn hồi nữa tính con khác thì coi làm sao. Hai con gà trống rồi. Quay cái tay thì có gung. Quay sát vô. Hai con gà trống. Hai con gà trống, gà đôi chót luôn. Đi bắt thêm con nữa. Câu sợ giật con xuống luôn á. Rồi 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 ok. Câu là sẽ chừa. Nãy ngồi bên bển không có chỗ ngồi. Ơ dít luôn. Ê dít. Dắt cắn hai ba con luôn. Dĩ hả? Bên bển đất sình không à. Giật mạnh lên nha. Chính là giật mạnh lên nha. Trời ơi ngồi kênh nha trời. Con cái. Con cá hầm mà ngồi kênh kìa. Chưa có ăn mà kênh chứ vậy. Cầm dài ra chút. Để dài ra chút, đừng có thủ gì nào nó ăn hay tính. Vậy không lẩu giật tiếp cho mà nữa mà. Coi câu mà kênh rồi trời. Chưa có để xích gà ăn chút. Xích nhân mà ăn chút nữa. Ngồi á, mày ngồi mày đi chính xác mé chút nó có té. Chơi té xong. Mày lắc qua cho nó ăn. Trời. Thôi chưa. Chứ mà chừng nó lói nó lo nhẹ hiệu quá. Lỡ cái con gặt mạnh cái là dính à. Cứ cầm lỏng con tay thôi. Trời trời sao té xong trời. Ngồi thủ. Mỗi tay hả? Chịu cái cây đó. Thua luôn. Câu cá thì câu sát mé rồi sao mà ăn trời. Ừ. Ừ ngồi vậy đó. Nó giật thì té luôn có gì đâu mà sợ. Ừ để cái cây đó ừ. Trời trời cần thủ mình thủ thiệt mà. Làm mì gung với chuyện nghi. Làm gì gung dữ vậy. Sợ té phải không ạ? À? Té không cái vô hả? À?
đi đi qua góc nhào đó. Đi giờ giờ điểm qua góc nhào đi. Đi, dở lên đi giờ qua góc nhào. Để bỏ con dép, con dép. Con ăn dép hả? Ừ, dục này cho nó ăn nè, hồi nó bù lại. Dép con để đó. Để đây đi. Cầm cái cần câu cho nó gọn lại. Thu lại, thu cái nhỏ lại để nó quấn được đó. Thu cái nhỏ lại. Ừ. Giống sàn ngộ tịnh. Không chuyện gớt cục mộ về xác cục mộ vô. Nãy dắt đeo mấy con. Con cá giò. Con giò mà ngồi thủ. Rồi gớt cục mộ mất tiêu rồi. Nó nói rồi đi đâu bạn không khách. Rồi. Trời gớt cục mộ đây luôn. Bó tay. Hay gốc nhạo quá. Gốc nhạo. Hay gốc mộ. Bóc mồi đi. Thôi, đây đây đây. Chuối. Hồi chuối nha. Chuối. Chuối nè. Con ngồi tủ nó mất cử chứ. Để nhẹ nhẹ ra, để lên cái con chịu lên cái cây bát kìa. Đằng kia kìa có một bát đưa ra thấy không? Thấy. Nè. Trời đi. Đi nhẹ nhẹ đi má nó sợ rồi. Cầm cái nhỏ lên. Ừ, mày giặt ngồi nó gớt nữa vậy nè. Cái chuối nó mềm rồi. Đó, để ra khỏi góc bát cầm cái. Ôi trời. Thằng đó đó, thằng đó kìa, lỗ đó kìa. Cái lỗ đó kìa. Đó ngay đó ngồi sao giật lên. Để trong nè. Ừ ừ. Xa ra chút. Ừ. Ôi chịu hết đó. Thấp xuống một chút nữa. Ừ vậy đó, ừ im rồi đó, ngon rồi đó. Thôi chịu đi nha. Gì? Chống lỏng mà dắt cái gì? Ngồi im đừng có lắc, lắc rồi sao nó ăn? Cô cá mà sợ dắt. Cái lươn cắn ở dưới vậy đi, còn cá chê nữa đó, cá chê ụt. Rồi ngồi thủ kìa. Giật. 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 Đừng có la. Nè không? Vậy? Đừng có vậy ra ngoài dính vô trong qua vậy. Ủa đem vô. Nặng quá.
đi luôn, đi luôn. Thôi, đỡ, đỡ, đỡ camera. Đi, 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 đi luôn. Cá nhỏ hơn cá mình nữa. Cầm sát lưỡi câu rồi, cầm nhợ câu rồi. Cầm nhợ câu á. Cái nhợ ở đâu? Ừ. Có gì đâu dê. Rồi, trở lên. Đi vô. Đứng cơn. Giật cá gì không nổi. Tháo con khỉ. Cá con khí gử. Trời thần. Đi qua luôn. Cần thủ ha. Cần thủ rồi. Đuổi câu. Loài cá cực chết mẹ. Rồi gỡ đi. Gỡ đại đi. Gỡ đi. Gỡ vô cái. Vô cái. Ê đổ đổ vô thùng mốp này nè, rỗng nó được à. Nước thùng sủng hả? Thùng mốp nó để gà. Vậy hả? Nè nè nè, cầm đi, út út bắt nó vô cái thùng. Trời ơi. Mặt á. Cá nặng chết vậy. Nè, bắt cá nè. Bớt hai con mắt lại nè. Bắt cá bớt hai mắt lại đâu nhảy nè. Rồi rồi rồi. Nó không thấy đường đi nhảy. Không thấy đường đâu, nó quậy. Cá con ký gửi. Để coi bằng cá út không. Sao bằng? Cá út bự hơn, thấy không? Rồi bự hơn. Bự hơn. Tắt đi. Tắt. Trực tiếp ta coi luôn mà. Trời, nó ra đen rồi mùi. Ừ, má cạo nó ra hoài luôn á. Sao ra hoài? Nó ra cái chết. Sao? Nó ra hoài. Nó hạn chế. Nó trả tiền mày không? Có chứ. Mười 7 đô mấy rồi? Nhân lên 22.000. Đâu chuyện? Mua rau đi con. Chơi với bạn gì đó mua rau. Này cho đi chơi dữ nha. Hôm qua mày thiếu chứ không? Nhỏ đi học á. Nó xuống là nó thay đồ. Thay đồ đi học ra rồi thay đồ đi chơi với chị Minh Khánh. Hết biết hả? Về ghé đây đi thay đồ. Thay đồ học, làm như đi học rất nhiều á. Ừ. Cha mẹ ở nhà hay đi học. Công chuyện thì là đi sắp răng. Sắp răng rồi đi sửa máy tính. Hỏi Thái đi. Biết Thái không trời? Vừa vừa thôi. Cái màu đen trên nó không phải gì đâu má chảo gì á. Màu hái hái mới ra cần lá. Ăn này thơm à. Bỏ vô. Hôm đó đi Hải nó xin con cá ấy. Bút gò với gầu cầm để lên chợ để lên xe thằng đó. Trời ơi rau gì thơm dữ vậy bà. Má Thái gì cái con thịt ở trên còn đâu. Cái gì? Máy nó nói sai rồi sao đem đưa quá được. Bỏ vô cái thùng em cho cái máy oxy chạy luôn. Máy oxy pin á. Cho luôn hả? Bán cho vậy, 150.000. Hết pin thì thay pin. Chắc
ta về tới nhà. Chạy vô từ Quảng Nam ngoài ngay chân đợt bão luôn. Má mày lấy ở dưới này má thấy lên nó dễ nè. Được chứ. Ừ, biết khoan. Ừ. Chỉ cách thuận rồi chân chứ. Ngon quá má, thịt còn ngon quá. Cá thịt vàng gì mới ngon nè. Ừ. Món cứ bển đó coi. Chứ bên nhà bên nhà ông lên đó. Hái mới ngồi với nhau rồi. Nói má chưa đi làm kìa. Kêu đi làm. Kêu nó đi cắt rau hái môn gì đó mà ngày hè đó môn nó ngon lắm đó. Được, bữa hôm cắt ăn rồi mà. Hay là chích chuối gì đó chích. Chắc ngừng. Cái bự vậy? Đọt đi. Chuối là phải ăn cả đây. Dạ không? Ba cái đó không có trồng gì được. Ba đất đất. Rễ cây không hả? Rễ dòng không ba cái dừa gì đâu không. Ba cái rễ dừa gừa đó. Không phải. Ừ, hết hết đó. Rễ gừa với ba cái bọc á. Với sông dục lên đất toàn bọc không trồng cây có tốt gì nữa đâu. Ở trên rễ người ta múc thiệt là bánh. Đây gần ba chợ nó thải xuống rồi thứ gì chưa nói. Có lỗ này nó có cạp rồi. Phải, cái nó kinh ca 8 nó hồi đó giờ nó chưa có cạp. Mới có hỏi cái tới giờ à. Mày thấy ngay chân của Nhân Y không? Nhân Y rồi đó giờ có ai cạp đâu. Đâu mẹ ăn với chuối này là ngon đó. Bữa hôm đãi bà ba tính ngủ qua mà thôi thấy lu bu quá đem dỗ quá. Ủa chưa gì trơn anh cặt cái gì rồi lấy gì đựng đi lo chả lấy cái gỗ không con ơi lấy cái gỗ xuống hả hơn gỗ xuống cái dao hai lưỡi luôn hả dao hai lưỡi lấy dao hai lưỡi luôn con còn cái thớt mà qua đi qua ông chích thuốc bệnh không có nhà chích thuốc hả. Ê cái ông mà được rồi anh nói á chiều mấy người ngồi đây